Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì tiện mình đang chăm sóc vườn nho nên là mình cũng làm luôn một video để chia sẻ thôi, trao đổi với tất cả mọi người về cách mình đang chăm vườn nho ở Chimi mình. Cây nho mà mọi người đang nhìn thấy đây trong vườn mình đây thì nó đang được khoảng mình trồng được khoảng 3 tháng rồi. 3 tháng thì mình đã bắt đầu cắt cành cắm một và tay đấy. Cắt cành cắm một và cây đang các cành cắm hai đang ra. Trong quá trình chăm sóc cây nho thì nó cũng khá là nhiều công đoạn tỉ mỉ. Cây nho thì cây mình chăm mình thấy là nó phải ở vườn suốt đấy. Đây ví dụ như hôm nay này, mình đang đi gọi là tỉa rồi buộc cành cho cây nho. Cái giai đoạn đầu của cây nho này để nó định hình được cái khung cây. Đây, thời gian này là cái thời gian mà nó mới được 3 tháng tuổi mà nó lên cành cấp, mình cắt cành cấp 1 để ra cành cấp 2 thì nó định hình cái khung cây của mình. Sau này cây của mình nó như thế nào thì nó là giai đoạn này nó quyết định. Đấy. Nó thẳng, nó cong hay là nó có bao nhiêu cành cấp 1. Đó. Bao nhiêu cành cấp 2 thì nó là do mình vào thời điểm này. Đây, trong quá trình chăm sóc thì những cái tua cuốn này nó tiêu hao năng lượng dinh dưỡng của cây. Mình cắt nó đi. Kể cả những cái mầm màu trắng như thế này. Đấy, nó không phục vụ gì hết. Mình tỉa nó gọn gàng này. Nó không lên nữa, nó cây nó tập trung dinh dưỡng và sức nó vào cái phần ngọn này. Mình chỉ cần là phần ngọn đấy chứ còn nó ở dưới bây giờ nó có những cành ở dưới. Cái nhánh ở dưới mình không cần thiết. Bên nó đâu cần ở bên dưới nữa. Đấy. Những cái tua cuốn như thế này thì cũng tại vì mình có dây buộc mà. Có dây buộc bằng cái dụng cụ buộc cành. Dụng cụ buộc cành tự động đây này, cái dây đỏ này. Đây mình vừa cầm kéo vừa cầm camera thì khó cầm thêm dụng cụ buộc cành nữa. Đấy những cái cành mà những cái chánh mà nó đang ra nó chưa tới thời kỳ cắt được thì mình bỏ nó hết nó đi. Để nó tập trung vào cành chính này thôi. Đấy, là tập trung vào cành chính này. Mình cắt cái tua cuốn này đi. Cây nó không cần cái tua cuốn này vậy. Đây, ví dụ cành này. Mình đã cắt ngọn nó để nó ra cành cấp 1. Đấy, bây giờ mình chỉ để hai cành cấp 1 thôi. Ở trên này nó có ba cái nhánh, mình cách cái nhánh ở bên dưới đi để cho cây nó tập trung vào cái nhánh hai cái cành cấp 1 đầu tiên này. Đấy, còn cây này cũng vậy, như cành ở dưới này mình cho nó đi, những cái nhánh ở dưới mình cho nó đi hết để nó tập trung sức lực vào. Cái này là mình nhớ đến là câu gia đình có một vợ hai con, gia đình hạnh phúc à? Đấy. Thì đây nó vậy, cái cành cấp 1 mình chỉ cần hai cành thôi, thân cành thân chính thì nó là một rồi đó. Một thân chính và hai cành cấp 1. Đấy, ví dụ như cây này. Cây này cây khỏe, cái giống của nó khỏe nên là nó đang hiện đã, hai cành cấp 1 nó đã định hình rồi này, dáng cây thẳng, dáng cây thẳng đấy. Mình sẽ cho hai cành cấp 1 đấy, nó ở hai bên
mỗi một cây thì nó có khoảng cách nhau 1 mét, ví dụ cành này này đấy, nó cũng bắt đầu nó định hình được hai cành cấp 1 đầu tiên đấy. Khi nào cái cành cấp 1 này nó dài thì mình sẽ buộc nó sang hai bên để phân chia không gian. Đó. Có bao nhiêu cái nhánh mà nó rồi tua cuốn, nó đang không cần thiết thì mình cắt hết. Đấy, ví dụ như cành này, đấy, mình đã cắt ngọn thì nó ra cành cấp 1. Hiện tại chỗ này nó đang có 1, 2, 3. Đấy, mình cắt cái bên dưới đi để cho nó hai, nhường sức lực cho hai cái bên trên. Đây, ví dụ như bây giờ dưới gốc nó cũng bắt đầu mình cắt ngọn nên là dưới gốc nó lại nảy ra cái chánh này. Đây nào. Đây, các bạn nên xử lý những cái chánh này không để cho nó ra. Mình chỉ cần một thân thôi mà, nên là những chánh ở bên dưới này cho đi hết. Đây. Đây, ví dụ cây này sức nó yếu. Ngọn nó chưa lên được đến cành cấp 1. Đấy, mình muốn nhanh ấy, thì mình sẽ phải bỏ hết những cái nhánh ở bên dưới đi. Đấy, những cái nhánh này là những cái nhánh không cần thiết. Nó tiêu hao dinh dưỡng rồi năng lượng của cây, làm cho phân tán chồi nó không lên nhanh được. Đó, mình cắt hết đi. Cái chồi nhỏ này thôi nhưng mà cây nó còn non thì nó cũng tiêu hao nhiều dinh dưỡng của cây chứ. Đó. Nên tại sao mình cũng mới trồng nho thôi nhưng mình thấy là nho là suốt ngày phải vườn đấy, nếu mà không chăm thì cái vườn nho thành vườn dại luôn. Ví dụ như cây này đấy, ngọn của nó cũng sắp lên được đến cành cấp 1 rồi đấy, tuy nhiên thì nó có ra rất nhiều chánh này. Đó, nó chánh các cái chánh này đó đó. Mình không cho nó lên. Đó. Nó lên thì ngọn cây sẽ lên chậm. Các bạn muốn nó ngọn nhanh thì các bạn phải chú ý tỉa cái nhánh này. Đó, cái giống này là giống hạ đen. Một trong giống phổ biến. Đấy. Rồi nó thích nghi với, nói chung là kỹ thuật trồng nó dễ so với khí hậu miền Bắc Việt Nam. Ngoài hạ đen thì ở farm mình ấy thì có cả ngón tay đen, rồi mẫu đơn, trái tim. Đây, này ví dụ như mình cắt cái cành cấp 1 này rồi, cắt ngọn rồi để ra thì nó có hai cái ngọn này thôi. Mình chỉ muốn lấy hai ngọn này, còn ngọn bên dưới thì mình bỏ đi. Đó, để giúp cho hai cái ngọn trên cùng nó ra mạnh. Một trong những điều kiện tiên quyết của trồng nho ở miền Bắc nước ta đó là các bạn phải trồng nó bên dưới mái che ni lông. Như ở farm mình đây thì mình đã có sẵn, mình đầu trước đây mình đầu tư sẵn cái hệ thống nhà kính rồi, nhà kính ở đây rất bài bản. Chuyển ra công nghệ từ trong Đà Lạt ra. Cái ví dụ cái vườn này là vườn 3.500 mét vuông. Đấy. Bên này 1.700 thì mình trồng cái lứa cách đây 3 tháng. Còn bên kia là cái giàn nho mình đã trồng cách đây 1 năm, nó đang ra trái rồi. Đây, ví dụ như cây này nó đã định hình cái form rất là đẹp rồi, nên nó có hai cành cấp 1 chia sang hai bên,
Cành cấp 2 thì bắt đầu ra rất cái mầm rất là sáng. Mầm sáng. Sức cây đang rất mạnh. Đấy, các bạn có thể để mà giữ được địa hình cái cây này. Thì mình có que tre, que gỗ, que sắt xịn, còn không thì mình tận dụng cái cỏ voi già. Nó sắp chết rồi thì mình cắm. Mình chỉ cần nó khoảng 3 4 tháng thôi, do mình bỏ nó đi khi cây đã định hình rồi, cây nó thẳng rồi thì mình sẽ bỏ nó đi. Nên một số cây nó còn non thì nó sẽ lên cây này, mình phải chịu khó cắt cái cành, không là cây cỏ voi này nó khỏe lắm. Các loại cỏ khỏe lắm. Như cây này mình sẽ dùng cái dây này mình buộc cho nó một tí cho nó định hình lại. Đấy, định hình cây. Đó, sau này cây như nào là do cái giai đoạn mà đầu tiên này. Đó. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn định hình cái vòm cây. Hay cây cao, cây thẳng. Hôm nay thì mình không cầm theo cái dụng cụ buộc cành tự động nên là cũng buộc cành tự động, cái dụng cụ buộc cành tự động thì nó chắc là 2 giây xong cây này, hay mình buộc cho nó thẳng lên. Đối với các bạn mà mới bắt đầu làm ấy thì có thể là các bạn chưa có cái nhà kính nó lớn như này, thì cái giải pháp làm cái dàn ly lông chữ Y mà ngoài trời ấy thì khá là rẻ, rồi nó cũng dễ thi công, làm thi công lại nhanh nữa. Thì hôm tới mình sẽ lên cái vườn của mình, rồi lên cái vườn mà sử dụng công nghệ cái vòng chữ Y đấy thì chia sẻ với mọi người. Còn đây thì mình đã có cái nhà kính này rồi nên mình làm trong cái nhà kính này, nó rất là tiện, nó có cái cột, mình chỉ chôn thêm một vài cột nhỏ kìa để tạo thành cái hệ thống chữ Y cho khung cây thôi. Đây, với cây này nó đang chậm quá, mình tất nhiên là giống thì có cây nọ kia, cả nhà 110 con thì mỗi người nó phải một tính một nết, nó khó. Này, có cây sẽ lên rất nhanh, có cây thì sức nó còn yếu thì nó lên chậm. Đấy, ví dụ cây này sức vẫn mạnh. Đấy, bên dưới thì những cái cành thừa này nó cũng ra rất nhiều nhánh. Đó, mình tỉa nó đi, mình cần những cái này ở đây đâu. Ở đây thì mình làm cái cành cấp 1 cao 80 cm. 80 thường là mà 80 đến 90. Nó cũng tùy thế đất. Hay nhưng mà nói chung mình 80 90 mình cố định như vậy thì cho nó cây thấp thấp thôi. Nên sau này khi mà mình chăm sóc thì mình sẽ đứng như thế này thôi. Đấy, đứng như thế này. Và cái tầm tay của mình chăm sóc những quả hoa rồi cắt cành nó cũng dễ, nó đứng này đi di chuyển rất thuận lợi. Mình không nên làm quá cao, ví dụ như là trước đây mình cũng có được làm nó ngửa lên trời, làm càng dàn cao gần 2 mét chết thôi. Mỗi lúc mà ví dụ như là chăm sóc cây tỉa hoa rồi phun thuốc nó cũng rất là cực luôn. Đó. Nó cực, di lại di chuyển nó vất vả. Chiều cao của người thì có công nhân nữ thì có 1,5 m 1,6 m, ai cao 1,6 m, tay dâng lên nữa thì đó. Mỗi lần đi mình đi đi 2 luống này. Ở đây thì
mình tận dụng trong cái giai đoạn mà cây cây dâu nó còn non thì mình trồng thêm cả cải xoăn ca le nữa. Đó. Cây nó cây so cây này, hai cây này thì hai dòng cây nó khác hẳn nhau. Cây cải xoăn ca le này thường nó hay bị con sâu tơ nó cắn. Trong khi cây nho thì thường hay con bọ cánh cứng nó ăn lá. Hai cái loại này khác nhau. Bệnh của nho thì thường hay bị bệnh. Rau thì hay bị sâu thôi. Đây. Lắp 4 đường dây nhỏ giọt cho rau cho nho. Hiện tại thì đang đến giờ tưới. Đấy, tưới cho rau. Rau thì nhu cầu nước nó cao nên nó lớn nhanh. Rau cải xoăn thì trồng nó cũng nhanh. Ươm trong vòng 1 tháng, cây này được khoảng tháng rưỡi 2 tháng rồi. Mình cũng không nhớ rõ thời điểm nhưng mà nó lên khi mà nó đã lên như này thì mình chăm sóc phân các thứ thì nó sẽ lên nhanh. Giá của cái xoài xoăn cũng khá được. Trồng nó trong cái mùa mưa ở Mộc Châu này thì người ta không có nhà màng nhà kính thì người ta không trồng được. Thì mình sẽ bán được giá hơn. Còn nếu mà trồng mùa đông thì trồng ngoài ai cũng trồng được hết à. Thì giá nó rẻ. Giá nó rẻ thôi. Này, cây này nó chưa được định hình nó được tốt lắm. Cây còn đang nghiêng à. Nhưng mà đây có một cây chết đây nên là mình đang cho nó nghiêng rồi đấy thôi không đây, những cành thừa nó ra rất nhiều trái. Khi mà trồng cây trong nhà có màng ni lông tre thì tránh mưa, tránh ẩm cho cây. Đấy, các bạn thấy không? Thỉnh thoảng có cái lỗ do con sâu con bọ cứng nó cắn rồi. Chứ còn dưới mặt lá rất sạch, không có bị sương mai cái thứ đâu. Các bạn trồng ngoài trời mà không có mái tre thì chỉ có suốt ngày đi 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 đi, đi phun thuốc để trị sương mai thôi. Thuốc nhiều cực chứ, tốn tiền thuốc mà tốn tiền nhân công này, không an toàn nữa. Nên là các cái biện pháp làm sao mà mình hạn chế tốt nhất ít ít phải phun thuốc. Đấy, những cái tua cuốn này nó làm tiêu hao dinh dưỡng của cây. Mình sử dụng dây buộc rồi nên là tua cuốn không cần thiết. Tua cuốn nhiều cây nó chậm. Rồi cái cây này nhánh nó ra này.